Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi siêu thị Costco ha. Dạo này dịch bệnh nhiều lắm các bạn ơi. Bây giờ đang ở Melbourne này, Australia, nó đang vào cái mùa dịch bệnh mà nó cũng lây lan rất là mạnh các bạn. Nên mọi người bây giờ chuẩn bị là phải bị lockdown nhiều, rất là nhiều khu vực. Mà bây giờ thì dân bắt đầu phải mua đồ dự trữ lại đợt hai các bạn, đồ ăn đồ uống đó. Nên mình bây giờ mình bên này mình cũng có đi siêu thị Costco với một người bạn ha các bạn ha. Rồi mình sẽ dắt các bạn đi coi siêu thị, coi mùa dịch này họ mua sắm như thế nào. Rồi mời các bạn hãy theo chân mình ha. Đây là siêu thị Costco mà. Ồ, tụi nó rẻ lắm mấy các bạn. Mình đi lại mình coi. Mình thấy cái giá nó hết hồn luôn các bạn ơi. Mình quay sơ cho em coi nha. Cái chiếc Diamond này là 100, cái dòng đeo cổ đó là 169.000 đô các bạn. Mắc ghê không? 199.000, 19.000, 25.000. Không các bạn ơi. Thì áo mọi mọi người rẻ lắm. Thấy giờ thấy ống ánh này các bạn. Những chiếc đồng hồ này cũng vậy nữa các bạn. Những cái đồng hồ này là 32.000 đô nè các bạn. Mình thấy nó cũng như bình thường hay cái những đồng hồ khác thôi. Nó là một vạn các bạn ơi. Giá Costco ha. Những đồng hồ này là 20-30.000 đô đó. Đổi mà 21-22.000. Đó là siêu vừa bạc ha. Có cái hộp pizza này em để đâu rồi ta? Nó lấy đi. Không, hồi nãy em mới để đâu đây. Sợ nhiều khi nó dọn. Cơ đậu phộng là nó chết, nó cho người này người kia ăn. Rồi mật ong đây, honey đây. Thích cái này nè. Cái này bánh mặn mặn phải không? Thích cái này. Đi học. Gái mình đã thích cái này rồi. Cho em một cái. Sữa tươi nè. Ôi giờ còn có 8 đồng một bịch rồi chị Long à. Còn lúc trước là như 10 đồng một bịch. Được sao không? Sữa tươi ở bên đèo này là tốt. Này đó không?
phải nổ, nó bỏ mày quay không, coi đúng kỹ không? Đúng rồi. À, em có nhà em có thôi. Vô nhà vô có thì cái này gì đây? Quýt đây. Nát thôi. Cái hàng này đây. Tôi nãy mua ăn luôn. Rau bao tử hả chị? Cái hạt của mình đó, nó có rẻ rẻ không chị Long? Nó nhiêu vịt vậy? Mười tám đồng hả? Vớt vịt đi. Chị mua siêu gà hả? Ờ, đường này nó rẻ quá hả? Hả? Ừ. Nhiêu tiền ký? Ký 1 đồng, bịch 3 đồng, 3 ký. À, bịch 3 ký vậy là 3 ký 3 đồng hả? Ừ. 3 đồng là tính ra là khoảng... Cái gì vậy nội? Lại tính tiền gì? 48 ngàn tiền Việt Nam đó hả? Ba ký đường 48 ngàn, chúng ta đô la 16 ngàn các bạn. Còn kia là dài, không đây là đường vàng, đường trắng. Đường vàng thì nó không có chất tẩy rửa. Đi tiếp luôn hả chị? Ủa chị có lấy mua cái bình thủy cho em chưa? Không, không có mua bình thủy. Không có hả? Thủy chung nhất không có mua. Mấy cái dương bậc sĩ cơ liên. Đây là cơ no. Cho dĩ. Bánh phai không chị Long ơi? Bánh phai kìa. Mấy đứa nhỏ nè. Giờ là người ta đi chợ rất là đông đúng không? Một tay thôi. Cái vụ bị corona vậy rồi. Rất là ngon các bạn. Nó bán một phần như vậy mà tới 94 đồng 7 thứ 8 còn nhiều quá ăn không hết các bạn. Ừ.
có hút cốc vô cho tụi nhỏ nó cầm rồi mình mới mua đó. Ủa vậy chị có bao nhiêu bánh mì đó mà chị mua có một bình hốc đất đó đủ? Ở nhà nữa. Hả? Ở nhà em cũng còn. Ở đây cũng có hốc đất nè. Ở nhà em cũng có. Giấm I saw the. Oh, too heavy. Được á. Để mua giấm để rửa đồ. Hiểu vậy? Nhiều quẻ đó hả? Quẻ lấy em nhé. Cái đó thịt hem hả? Hem cũng ngon lắm á. Em mì của khô nè. Mì gói nè. Hình như là đầu tuần nó không có sale nhiều bằng cuối tuần hay sao chị? Em nghĩ từ đầu tuần nó sale nhiều hơn chứ hả? Xài từ 500 đó chị. Ừ? Không có xài từ 500. Ủa đâu nó xài từ 500? Ủa mắt cái mẹ mà xài 500 hả? Cái đó là cũng 500 đó. Dạ không, mình không có không có từ thêm từ đệm ha. Từ nào thêm từ đệm mới xài 500 ha. Cái đó cũng giống như 500 không rồi. Có đâu con. Không có tốt. Ủa vậy biết không tốt hả? Ủa, ok ra ăn cái đi tính xong. Khi mà các bạn mua xong rồi ha,
Bây giờ mình tới mình mua cái hot dog này cũng ngon lắm các bạn ơi. Bữa này nó bán cái hot dog có 2 đồng thôi. Cái 5 đồng cái fried chicken hay. Có nước uống miễn phí đồng bạn, có mango. Nước ngọt thì uống miễn phí ha. Rất là rẻ tiện lợi mà. Đây, nhưng mà mình cần order đồ ăn á thì mình phải là bằng máy ha. Đây, máy tính tiền luôn các bạn. Trả tiền rẻ ha. Đây là nước uống miễn phí đây. Đây cũng được. Khi mình mua đồ ăn 2 đồng là có được những cái ngọt miễn phí á. Thì đó một xe quá trời luôn anh chị. Các bạn mua đồ về cho chủ yếu là cho nít thôi mà ăn. Xe nước ngọt miễn phí đây. Cứ có ly là vô rót uống thôi. Đủ loại nước ngọt hết. Bây giờ mình chị mình đã đi được City Costco ha. Mua rất là đồ ăn, nhiều đồ ăn cho mấy đứa nhỏ thôi. Lắm rồi, quy một xe luôn nè. Sau khi mình đi siêu thị xong các bạn ha, mình mua sắm rồi xong mình đi thêm đổ dầu luôn các bạn. Mình lấy cái hóa đơn đó, mình trả tiền dầu thì mình sẽ lợi được khoảng hơn 10 đô các bạn. Đi đổ dầu xong rồi mình đi về ha các bạn ha. Mình cũng mới về nhà xong các bạn ơi. Bây giờ tình hình dịch bệnh bây giờ nó lây lan rất là mạnh. Mà mình cũng không dám đi nhiều, những cái về chính phủ nó cũng không có cho mình đi ra đường nhiều đó các bạn. Nó sợ lây lan rồi người dân mình cũng không có được đề phòng, rồi có một số người cũng không đeo khẩu trang ra đường rồi nó lây lan rồi tùm lum hết các bạn ơi. Thôi video mình đã dài rồi, mình xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn những video sau, mình sẽ cập nhật nhiều thông tin về coronavirus đó cho các bạn xem và tình hình ở cuộc sống của nước Úc như thế nào. Và mời các bạn hãy đón xem clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.